Nếp này, nếp mình ngâm nếp này, chuẩn bị sau nếp bánh tét nè các bạn. Nếp mình ngâm ngâm một đêm. Chiều nay sẽ tiến hành gói bánh tét và nấu bánh tét. Nếp cái này 4 ký nếp nha. 4 ký nếp. 4 ký nếp thì là đậu 2 ký đậu. Yeah. Chân chất thật thà dạt dào tình yêu thương như những người con đất Đại An, nhìn đẹp không? Đẹp như em luôn bạn ơi, quý vị. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Cái gì vậy? Không phải, phải nói là nhìn bánh tét mà nhìn thấy em là biết có thấy ngon rồi đó. Em nhìn em như đậu bánh tét luôn. Đâu mà cái mini kéo đâu rồi? Vớt cái ấy đâu rồi? Cái bánh tét đâu rồi? Bánh tét đâu? Đâu bánh tét đâu? Thành quả của nãy giờ mọi người. Ba cặp. Với một cây nữa hả? Nhiêu được nhiêu đoàn rồi? Tổng cộng là 7 đoàn. 7 đoàn hả? Vậy là chục đoàn các bạn, gói xong chục đoàn các bạn. Rồi, ok. Mà biết vậy đừng có mua đây coi. Đâu biết đâu. Không biết. Mà kế hoạch chứ mấy ngày rồi đó. Kỳ lên cái gì anh có đi cái gì cắn lá chuối đó gì lạc thêm bữa giờ nè. Cái mini đâu rồi? Trời ơi, bọt hả anh nội? Bọt hả ngon. Bên bển sao nước bọt hả? Đúng vậy. Nước ngọt cái ngon. Nước bọt thầm muối với muối hộp. Muối tinh, muối thanh. Cái gì vậy? Dạ. Bông này vô. Bông tí côi xong lực phi. Hả? Bông tí côi xong lực phi. Có mà. Có kênh có dạy hả? Ê, đến cộng dây nãy gớt cái đó, nó chắc lắm á. Lên được 700 rồi đó quá. Chiên cái loại ăn cũng được nữa. Nó nhão thì anh có thể ăn với đường đúng không? Nói gói bánh mà nói gì kỳ vậy cho. Đâu có, anh có còn thừa với trường hợp xấu nhất chứ. Đẹp mà. Vậy là Tấn có nên không có tin tưởng kỳ rồi. Bà tin tưởng này là ăn thua nấu luôn. Đâu cũng mượn cái kéo mini. Rồi kì mày review mày hướng dẫn mọi người để gói. Cái này chửi cho chát rồi. Gói bánh cái này cũng khó. Rồi. Rồi anh ơi.
Ngô bánh là đừng nói giới thiệu những gì mà ngô bánh là phải có căng mới gói được. Có căng cơ rồi mới gói được. Ai không có căng xin mời bấm nút like rồi bấm subscribe rồi bấm ngoài giùm em. Không có căng thì ở lại coi tí đây mắt nó dễ. Thôi quá. Và đây là thành quả của buổi chiều của tụi em được mọi người. 2, 4, 6, 8, 10, 16 đòn. Tương đương với 8. Mọi người chờ đợi kết quả tiếp theo nhé. Đây là nồi bánh tét à. Luộc nãy giờ cũng được là hơn một tiếng rồi các bạn. Đây ngồi chút xíu nữa mình sẽ trở. Tét các bạn. Chụp bánh tét là toàn là cây củi lớn như này các bạn. Đấy. Cái củi rất lớn như này. Nó mới đủ lửa. Lửa cháy nó lâu. Mới chín cái bánh tét được. Mai miếng nồi này là 16 đòn nha các bạn. Là 4 kg nếp, 2 kg đậu xanh. Heo mỡ heo mà ba chỉ là 3 kg. Đây một đêm nằm suy tư thao thức. Đẹp à. Ok quá. Đẹp quá trời ơi, đẹp quá. Hôm nay gói nhân nhiều nó lỏng á. Nhân quá trời nhân luôn. Nhân nhiều hơn nếp. Hơn nếp nữa. Quá đẹp. Chào. Đấy thì gói tới mười mấy bánh. Đâu 4 kg nếp, 2 kg đậu, 3 kg mỡ mà.